Piano hướng bóng lắc sổ đi ra ngoài. Tấn công của các cầu thủ cần đợi Capesco ném xa thành công. 3 điểm được ghi cho các cầu thủ. Họ đã phải ở trong thế là bám đuổi như thế này. Và tình huống ghi điểm thành công, 2 điểm tính dành cho Piano. Đó là các cầu thủ thằng Hít đang cố gắng di chuyển nhiều để tìm các khoảng trống. Lê Ngọc Tú, đột phá của Lê Ngọc Tú rồi lên đổ thành công, 2 điểm nữa cho Sài Gòn Hít. Và bây giờ thì đội khách lại vượt lên dẫn trước với khoảng cách là 1 điểm so với đội chủ nhà. Lê Hiếu Thành vẫn đang là các cầu thủ cần hơn các phút kiểm soát bóng, lại là Xác Đình. Khoảng trà thứ 3 của Xác Đình ở trong trận đấu và là lần thứ 2 anh thành công. Vâng, không chuyền bóng cũng như là tạo ra khoảng trống cho mình. Hồng Gia Lân đang lớn xuyên quyết. À, bóng rất mạnh mẽ của Đà Nẵng Sewit khi anh đã tiếp tục bay về 2 điểm nữa. Ở đường cùng và để thua trận này thì họ phải nhận thất bại bán kết thứ 10. Thì ngày hôm nay nếu như Cần Thơ Kempis giành được chiến thắng thì họ sẽ cơ hội tạo được lịch sử. Và vừa rồi là tình huống ném 3 điểm thành công. Đây sẽ là cơ hội tuyệt vời nhất để cầu thủ Cần Thơ Kempis có thể mang lại một chức vô địch dành cho đội bóng miền Tây. Và tình huống ném 3 điểm thành công của Sang Ninh. Đấy là không bị các cầu thủ Hít Thở kèm sát và anh đã có cơ hội để thực hiện cú đánh xa. D'Angelo Hamilton cướp bóng thành công, một cơ hội nữa cho thằng Cát Phết. 2 điểm tính cho D'Angelo Hamilton. Đó là tình huống and one, thêm một quả đá phạt cho trung phong của Cần Thơ Cát Phết. Ở trong lúc thì Piano đã cố gắng để phòng ngự, tuy nhiên không thể công qua. Đây là pha đánh 2 điểm tính của Trang Đình. Piano sau khi Hồng Gia Lân rời sân thì Piano đang giữ vai trò của cầu thủ số 1. Và vừa rồi là cú ném xa thành công của Nguyễn Huỳnh Hải. Dương Minh An Hiếp đã lấy lại được quyền kiểm soát bóng. Đây là Lê Ngọc Tú, đợt phản công nhanh của Sài Gòn Hiếp. Lê Ngọc Tú lên rổ, 2-3 thành công liên tiếp của các cầu thủ Cần Thơ Cát Phết. Một tình huống block phải nói là quá tuyệt vời của D'Angelo. Vì là cầu phản công dành cho đội chủ nhà Cần Thơ Cát Phết. Dương Minh An từ thế rất trống trải để thực hiện cú ném xa thành công. Thêm 3 điểm nữa cho Cần Thơ Cát Phết. Huỳnh Hải phải là bóng không thành công của Nguyễn Huỳnh Hải, thật đáng tiếc. Và bây giờ lại đang đội dành cho Cần Thơ Cát Phết. Lê Hiếu Thành lên rổ, 2 điểm cho Lê Hiếu Thành. Ebo ở góc công độ phải nói là rất đáng. Dương Minh An còn lại 5 giây ném rổ mà thôi. Cú ném bóng của Dương Minh An thành công. Thêm 2 điểm nữa cho Cần Thơ Cát Phết. Và đó chính xác. Dương Minh An tâm linh. Quả phòng tốt của các cầu thủ chủ nhà. Một điểm cho Cần Thơ Cát Phết đó là Lê Hữu Thành. Nhưng phạt chính là tâm linh. Mặc dù anh chưa có được điểm nào cho mình, nàng đã chủ động phạm lỗi với Đà Nẵng từ trước đó. Một trả lời Đà Nẵng Sewit không thể bắt được bóng. Đà Nẵng Sewit có vẻ như không thật sự tập trung vào trong trận đấu ngày hôm nay. 2 điểm đi cho bóng tay của Đà Nẵng Sewit. Anthony Võ rất chống trả để thực hiện pha đánh xa thành công. Đầu tiên của trận đấu Anthony Võ. Đà Nẵng Sewit không thành công. Cơ hội dành cho Cần Thơ Cát Phết. D'Angelo Hamilton, Lê Hữu Thành, Cát Đình. Lê Hữu Thành, D'Angelo Hamilton. Cát Đình đang bị đứt đầu tiên nhưng vẫn có đây được điểm. Piano đội tấn công của sàn Hiếp Hồng Gia Lân. Bàn đổ chính xác của Gia Lân, 2 điểm nữa cho Sài Gòn Hiếp. Bây giờ thì khoảng cách hai bên đang là 7 điểm Hồng Gia Lân. Vừa rồi thì Phạm Nhậu đã được đưa vào sân ở đây cho Lê Ngọc Tú. 3 điểm của Darius Lewis. Anh đã mang về nhà Tâm Đình. Tâm Đình vẫn chưa có được điểm nào cho mình. Nguyễn Lê Quốc Cường và đổ thành công của Nguyễn Lê. Bóng vẫn còn trong sân. Piano rất chống trải thực hiện cú ném xa. Người cái điểm là Phạm Duy Hậu. Bóng thành công không từ phía đồng đội của mình. Phạm Duy Hậu đã không để được điểm ở trong bóng vừa rồi. Đợt tấn công dành cho Sài Huyết Hồng Gia Lân. Phạm Duy Hậu, một pha phối hợp rất tốt của các cầu thủ Sài Gòn Hiếp. Còn các giai đội vẫn đang là 3 điểm Hồng Gia Lân. Pha phối hợp với Darius Lewis. Thêm 2 điểm nữa cho Sài Gòn Hiếp. Lúc này anh đã không còn đeo cái băng phun đầu nữa. Và Hamilton vừa để đối phương cướp bóng ngay trong tay Phạm Duy Hậu. Và đánh đổ thành công của Phạm Duy Hậu. Sài Gòn Hiếp đã vượt lên dẫn điểm ở thời điểm cuối hiệp đấu thứ hai. 33-32. Chỉ còn lại 5 giây, Xác Đình thực hiện cú ném xa. Đó là pha ném xa thành công.
giây cuối cùng của hiệp đấu thứ hai thì Sang Đinh đã tái lập ưu thế dẫn điểm dành cho Cần Thơ Catfish với quả ném trà chính xác cùng của các cầu thủ Sàng Huyết Hồng Gia Lâm. Darius Lewis, anh đã mang về 2 điểm cho Sài Gòn Heat và Dazula Mitanta tìm cách để vượt qua Darius Lewis. Cú đá bóng chính xác của Dazula Mitanta tái lập ưu thế dẫn điểm dành cho Cần Thơ Catfish. Đức Hoàng Tú vẫn đang là các cầu thủ Catfish. Lưu Thành thực hiện quả đá xa chính xác. Những cú đá bóng rất chính xác của Lưu Thành và mang đến sự phấn khích dành cho đôi tay của Darius Lewis. Lê Ngọc Tú, Lê Ngọc Tú đã để cho Hamilton cướp được bóng. Sang Đình, Lê Hữu Thành lại là một quả đánh xa nữa và bóng lần nữa thành công. Hai quả đánh xa thành công liên tiếp của Lê Hữu Thành đã giúp cho Cần Thơ Catfish kéo dài tình huống phản công nhanh của Sang Đình. Vẫn là những đường truyền liên tiếp và rất bình tĩnh của bóng Cần Thơ Catfish và đây là pha ném xa thứ 3 của Cần Thơ Catfish trong trận thi đấu này. Ba tình huống ném 3 điểm liên tiếp. Phạm Duy Hậu, Lê Ngọc Tú. 2 điểm cho Lê Ngọc Tú đó, từ nút and one. Lê Ngọc Tú sẽ có... Nếu như tập trung hơn một chút nữa thì Darius Lewis đã có khoảng trống để thực hiện một tình huống hút rổ ghi điểm dễ dàng. Và đây là tình huống ghi điểm của Dư Minh An. Tiếp tục là một pha. Lê Hữu Thành. Hamilton đã để đối phương lấy được bóng. Lê Ngọc Tú. Phạm Duy Hậu. Phạm Duy Hậu đã tỏ ra không thật sự tự tin ở tình huống vừa rồi. Số giờ đang là 50-39 và đã là 52-39 sau 2 điểm được ghi rất hiệu quả. Như Minh An, pha đột phá của Như Minh An rất chống trải. 2 điểm được tính cho. Đáng tiếc đã rụi rổ đi ra ngoài. Vẫn là Tâm Đình, vẫn chưa có điểm cho bóng Cần Thơ Catfish. Và như vậy là bóng trở lại tay của Lê Hồng Tú. Và đây sẽ là 2 điểm dễ dàng dành cho đội trưởng của đội bóng Sài Gòn. Từ đường bóng hầm lỗi tiếp theo thì Hết sẽ được thực hiện 2 quả đá phạt. Cú đá bóng chính xác của Lê Ngọc Tú, của các cầu thủ Sài Gòn Heat. Phạm Duy Hậu, đường truyền rất tốt của Viano dành cho Phạm Duy Hậu. Và còn lại giữa Hà Nội Buffalo và Thăng Long Warriors là như thế nào? Và đây là tình huống dứt điểm thành công của D'Angelo Hampton. Một quyết định và gần như không có cơ hội để thực hiện những quả ném ở từ thế thuận lợi. Nhưng lần này thì cú ném xa của Lê Ngọc Tú đã thành công. Như vậy là tỷ số hiện đang là 57-48. Sẽ cố gắng để vùng lên thật mạnh mẽ. Và đây là thời điểm mà những cầu thủ Cần Thơ Catfish phải rất cẩn trọng trong trọng công. Và đây là pha ném 3 điểm tuyệt vời của Tâm Đình. Như vậy là cuối cùng thì Tâm Đình của Fish vâng, rất bình tĩnh và pha ném 3 điểm của Tâm Đình. Bóng không đi vào rổ, rất đáng tiếc. Đợt phản công nhanh dành cho Sài Gòn Heat. Và Lê Ngọc Tú đã là người ghi điểm. Bây giờ thì khoảng cách tiếp tục được thu hẹp xuống còn lại 8 điểm. Nhưng hãy xem các cầu thủ Cần Thơ Catfish đáp trả như thế nào. Chúng ta cố sát lên thành công. Lê Ngọc Tú. Phá vào không thành công của các cầu thủ Sài Gòn Heat. Sang Đinh. D'Angelo Hamilton ghi điểm rất dễ dàng. Thêm 2 điểm nữa cho đội chủ nhà. Tấn công của Sài Gòn Heat. Bản đổ thành công của hôm nay. Để thực hiện đường truyền. Như Minh An. Lê Hữu Thành ở góc phong độ, chúng ta đánh công. Chúng ta đánh công của Lê Hữu Thành đã nâng. Tuy nhiên thì trong trận bán kết đầu tiên thì rất dứt điểm của Lê Ngọc Tú chỉ là 19%. Và vừa rồi là tình huống dứt điểm thành công của Darius. Dù Hamilton, cú ném xa của Hamilton không thành công. Các cầu thủ Heat đã lấy lại được quyền kiểm soát bóng. Lê Ngọc Tú. Một tình huống phản công nhanh và ghi 2 điểm dễ dàng của Lê Ngọc Tú được quyền kiểm soát bóng. Nhưng ngay sau đó thì Tâm Đình đã lùi về rất nhanh. Dù vậy các cầu thủ vẫn đang là những người kiểm soát bóng ở trong tay Viano. Tình huống lên rổ thành công của Việt, 2 điểm nữa. Những đường truyền ở ngoài khu vực 3 điểm dành cho các cầu thủ Cần Thơ Catfish. Và pha ném cuối cùng đi vào rổ dành cho D'Angelo. Thời gian và tấn công của Sang Heat, cú ném xa của Viano dội rổ. Vẫn đang là các cầu thủ Sang Heat, tiếp tục là Viano. Nguyễn Minh Hải rất chống trả được hiệu quả ném xa thành công. Bây giờ là giai đoạn là mặt trận phòng ngự thay vì mặt trận tấn công. Đây là tình huống dứt điểm của Nguyễn Đình Hải. Tình huống dứt điểm quan trọng, bóng chưa đi vào rổ, vẫn là Phạm Duy Hậu. Chắc chắn là Sài Gòn Heat sẽ cần một tình huống dứt điểm thành công ở trong ba bóng này. Và như vậy là bóng đã về tay của Tâm Đình. Tình huống phản công nhanh và ghi 2 điểm dành cho đội bóng miền Tây. Cách đây 1 năm thì Cần Thơ Catfish
đã phải dừng chân ở trước khi bước vào được vòng playoff. Còn bây giờ thì họ chỉ còn cách trận chung kết của mùa giải có vài giây nữa mà thôi. Như vậy là hết giờ. Và Cần Thơ Cát Thiết, chúng ta hãy chào đón đội bóng mới đã bước vào trận chung kết của mùa giải VPA 2017. Đó là Cần Thơ Cát Thiết. Họ đã vượt qua Sa Huỳnh.